Số gì đây? Ok mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Lysport. Tiếp tục cái series số đẹp ngày hôm nay thì sẽ lên cho mọi người một em đầu máy, có thể là gọi là đầu máy thấp cho mọi người, chỉ 104 thôi, nhưng mà đổi lại kèm cái biển số cũng dễ thương mà cái giá nó cũng mềm nữa mọi người. Rồi em này thì đang đi với lại form là trắng đen sporty, cực kỳ xuất sắc luôn, da ngoài đẹp long lanh lấp lánh đó, chóa đèn, vàng áo, nước sơn, tem bọng đầy đủ hết, gặp vỏ đun lớp một xịn luôn nhé mọi người. Đây, dàn chân, dàn ngoài, nói chung ở ngoài á thì lúc nào cửa hàng của em cũng C3 hết rồi nên nó đẹp long lanh rồi mọi người, chủ yếu có máy nó có chất hay không thôi nha. Đấy, và số đẹp thì đương nhiên một cái biển số gọi là đẹp cũng không là đẹp lắm nhưng mà rất là dễ thương nha mọi người. 27899 đấy, số tiếng nha, 27899 rất là dễ thương nha mọi người. Em này là 104, đăng ký là đời 2010, trai F08E 104 đó. Em này thì có một cái giá rất là mềm, chỉ tầm 170 mấy triệu thôi, 104 nha mọi người. Còn sẽ có những em 104 cửa hàng của em bán cái xe nó sẽ cao hơn, ví dụ như em 22448 đó em bán tới 180 mấy triệu lần, nhưng mà em này chạy trên dưới nó nhiều hơn thành ra là nó có một cái giá nó sẽ mềm hơn so với em 22448 kia nhé mọi người. Đấy mọi người thấy không, cùng đời cùng số máy luôn nhưng mà không khi nào có những cái xe nó đồng giá với nhau hết đó, nó chỉ trên là chạy nhau hơn nhau tầm khoảng 5.000 cây 10.000 cây là cái giá nó đã khác rồi, huống chi là một con xe rớt đầu, một con xe nó đã làm máy nó buộc phép lại ha mọi người ha. Rồi đây là màu trắng đen sporty, anh chị em nào thích màu đỏ như là dàn xe bên đây em sẽ đổi màu đỏ, thích màu xanh tiger em đổi màu xanh tiger, màu nào cũng được hết nha mọi người. Còn về cái phần dàn ngoài thì đẹp hết rồi, kính chắn gió đầy đủ hết, phụ kiện xe đầy đủ hết nha mọi người, chìa khóa, kính rồi những cái đó khi mà anh chị mua xe em sẽ bắt sâu cho mọi người nha. Còn về xe mỏ dè đẹp long lanh, vỏ mới còn rất là dày, dĩa cũng còn rất là dày, chúng ta về chúng ta chỉ có chạy sử dụng thôi, không cần phải làm gì thêm đâu. Cốt này thì tôi cốt có sơn rồi ha, sơn thì báo sơn, còn dặm thì báo dặm, zin báo đúng zin cho mình. Chào có mở hay chưa, chào mở hay chưa nó cũng không quan trọng đâu, chủ yếu là cái máy nó có rớt hay chưa, nó có rớt đầu hay chưa, nó có làm gì máy hay chưa, chứ còn chào mở ra để thay ron thì cũng là bình thường. Nên ở cái video này riêng em này em sẽ không quay lắp chào cho mọi người coi ha. Đó, xe chất xe chủ yếu với em là cái máy xe như thế nào thôi, và cái giá cả nó có hợp lý để mà anh chị cảm thấy vừa túi tiền của mình vừa với cái kinh tế của mình để mình mua hay không nha. Còn về xe thì đương nhiên em bán em sẽ đảm bảo cho mọi người là xe máy móc nguyên zin, chưa rớt đầu, chưa chạy máy, cái nào có làm thì em nói làm thôi mọi người. Đây chân phục 7 màu rất là đẹp, dàn gấp gì cũng vậy, xe thuộc dạng là cũng đẹp nha mọi người chứ không gọi là xuất sắc nha, xe này gọi là đẹp chứ không gọi là xuất sắc đó. Màu trắng đen sporty, da yên được bọc lại luôn cho nó mới đó, cái xe nó mới hơn, da yên bọc lại nha mọi người, bọc lại của da yên đời cao nha. Dạ rồi, đồng hồ thì cũng đời 2010 thì còn đồng hồ thường chứ không phải là đồng hồ Mickey, chìa khóa còn nguyên zin, đúng khóa zin của nó cũng chưa lên khóa 6 cạnh hay là lên khóa smart key nha mọi người. Bên trong nội thất bên trong cũng vậy, rất là đẹp, đẹp không tì vết luôn nha mọi người. Một cái xe về thì em luôn luôn kiểm tra kỹ lưỡng hết, vệ sinh rửa từ trong ra ngoài, rồi những cái gì mình cần làm ví dụ như là dây cura mình kiểm tra nè, nó có giãn dây cura hay chưa, dây cura hay là dây cura còn xài được thì mình giữ, còn nếu mà nó đã giãn rồi nó hết hết sử dụng được rồi thì bắt buộc mình phải thay cho khách hàng luôn, chứ không thể nào mình để đó mà mình bán một cái xe ra cho khách hàng được nha mọi người. Đấy, còn về máy móc thì đảm bảo cho mọi người máy zin, chưa rớt đầu, chưa chạy máy, và kèm theo đó là một cái biển số nó cũng rất là dễ thương, 27899 biển số tiếng nha mọi người, biển số tiếng rất là dễ thương nha. Đấy anh chị thấy không, số này gọi là đẹp cũng không đẹp lắm nhưng mà dễ thương, dễ nhìn và dễ nhớ, số tiếng đó. Dạ rồi, một em xe trắng đen sporty 104 thì em xin được báo giá em này, thì em này em bán với giá 170 mấy triệu thôi mọi người, 170 mấy triệu thôi cho một em 104. Xe thì đẹp chứ không gọi là phải gọi là xe xuất sắc. Rồi anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ cho Lysport qua số điện thoại là 80966 442 411 hoặc là tới cửa hàng của Lysport là 829 Lê Hồng Bích, phường Tân Thành, quận Tân Phú để mà xem xe nha mọi người. Xe thì còn rất là nhiều, mô tô, SH và những cái hàng xe phổ thông để cho mình dễ dàng mình lựa chọn nha. Chỉ có anh chị tới đây và chọn lựa cho mình một cái chiếc xe ưng ý thôi, giá cả với nhau. Còn về máy móc hoặc là cái chất lượng của xe thì cửa hàng của em sẽ đảm bảo hết cho mọi người nha mọi người. Đó, và clip này xin được tạm dừng tại đây và hẹn gặp anh chị ở clip sau của Lysport.